Chiều 23 tháng 12, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Him Lam tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đại hội điểm thứ 6 của Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Him Lam phát huy tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, cùng với ban lãnh đạo công ty chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, củng cố xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, một trong những nhiệm kỳ rất khó khăn do bị ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19. Cũng rất may, công đoàn cũng đã phối hợp với bên ban lãnh đạo công ty và tham mưu cho ban lãnh đạo công ty là trả 100% lương cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Mặc dù được nghỉ nhưng mà vẫn trả 100% lương. Đại hội bầu 9 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới, hai đại biểu dự đại hội cấp trên và được sự tín nhiệm của đại hội. Đồng chí Đỗ Văn Sáng tái đắc cử chủ tịch công đoàn cơ sở công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Dự kiến hội nghị ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty lần 1 sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2023.